Hướng đến kỷ niệm 51 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, sáng nay Trường Đại học Đông Á tổ chức chương trình Lễ hội Văn hóa Việt-Nhật và Ngày hội Tuổi trẻ 2024. Tại lễ hội, không gian văn hóa Nhật Bản-Việt Nam được tái hiện sinh động với các phần trình diễn ấn tượng đến từ đoàn nghệ thuật Nhật Bản cùng sinh viên Trường Đại học Đông Á, các trò chơi dân gian truyền thống của hai nước. Sinh viên tham dự lễ hội cũng được khám phá Nhật Bản qua 6 chủ đề thú vị về trải nghiệm văn hóa, âm nhạc Nhật Bản và kỹ năng làm việc trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản. Với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Nhật đan xen diễn ra xuyên suốt cả ngày, lễ hội mở cửa tự do dành cho tất cả sinh viên, học sinh trung học phổ thông và người dân trên địa bàn thành phố tìm hiểu về văn hóa, con người và ngôn ngữ Nhật Bản, thu hút hơn 4.000 lượt tham dự. Là lần thứ 9 được tổ chức, đây không chỉ là lễ hội truyền thống thường niên của nhà trường, mà còn là cơ hội để tái khẳng định quan hệ chiến lược với đối tác Nhật Bản và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ hai nước.